Khoanh tay vào nào. Khiến cho đơn đập bà. Rồi. Gọi là nghiệp vụ. Rồi anh xuống đây nhặt rau luôn. Bây giờ nếu như mà để mà có thời gian nhiều hơn ấy, cái chỗ này là để dành cho anh với lại đúng rồi, cho anh Khương với Đào. À, có nhiều cơ hội hơn. Em với chị Yến với Mai làm việc khác đi để cho anh Khương với Đào nhặt để rau đấy cũng được. Cháu Nghiêm xin mến chào quý ông bà cô chú và anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Con chào các ông các bà đi. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị thì hôm nay ba bố con cháu Nghiêm có lên nhà em Quyền Hiển chơi quý ông bà. Hôm vừa rồi thì có em Đào với cả mấy anh em YouTuber ở bên Ba Vì là lên trên chúng cháu chơi. Thì ngày mai thì các anh em cũng di chuyển đi về, thì hôm nay có Quyền có rủ các em là vào nhà Quyền chơi một hôm. Với cả hôm nay là có các hoàn cảnh lên, các hoàn cảnh như chắc là tí Quyền sẽ đón các bé nhà Tuấn Viện hay là em Quân lên nhà của ông bà. Thì Quyền cũng gọi cho cháu bảo là cho cháu dẫn hai con Trúc Nhôi lên nhà chơi. Thì hôm nay cháu có rủ hai con lên đây. Trúc Nhôi thì như quý ông bà theo dõi những thước phim trước, quý ông bà cũng biết là hai con là bị người mẹ liên tục đến làm phiền, cũng như là đòi người bà là lấy hai con về quý ông bà. Thì sau những thước phim cháu chia sẻ thì quý ông bà cũng gọi điện cũng như là góp ý với cháu Nghiêm là cho cháu Nghiêm báo chính quyền. Thì cháu cũng bảo với bà là đi báo về chính quyền thôn rồi. Thì sau khi mà làm việc xong với quý ông bà thì người mẹ cũng không còn đến làm phiền nữa. Nếu mà đến thăm các con thì sẽ cho người mẹ vào lâu lâu vào thăm các con quý ông bà, chứ không cho đón hai con đi. Bởi vì hai con là người mẹ đã vô tâm bỏ các con đi từ khi các con còn rất là nhỏ. Cho nên là khi bây giờ các con lớn rồi thì bà cũng không cho các con đi nữa. Với cả người mẹ thì cũng sang bên kia lấy chồng, thì cũng lấy người chồng bên chỗ khác rồi. Nên là bây giờ sợ là khi các con đi ở với người mẹ thì sẽ không được người bố dượng là yêu thương ấy, quý ông bà. Sợ nhất là bị đánh đập hay là hành hung, bởi vì là cái chuyện đánh đập hành hung đấy thì cũng xảy ra rất là nhiều. Nên là cháu Nghiêm cũng nói chuyện với bà là không cho hai con đi theo người mẹ. Nếu mà người mẹ muốn đến thăm thì chỉ cho gặp thăm các con thôi. Thì chuyện cũng được giải quyết xong rồi, chắc là hôm nay cháu Nghiêm sẽ cho các con ở đây chơi một ngày nữa, thì mai cháu sẽ lại đưa các con đi về với bà. Bởi vì các con còn nhỏ, khi mà xuống ở với cháu Nghiêm thì cháu Nghiêm cũng bận chăm các con nên là cũng không đi chia sẻ các hoàn cảnh được. Để các con ở nhà thì cũng không yên tâm của ông bà. Đây là nhà của em Quyền Hiển đúng không? Anh chào em nha. Vâng, em chào anh. Cháu Hiển xin chào tất cả quý ông bà cô bác hiện tại là đang theo dõi kênh của anh Nghiêm Trao Yêu Thương cô bác ạ. Nãy là Quyền có gọi là hôm nay có em Đào với cả anh em ở Ba Vì là lên chơi, thì bảo đưa hai con lên chơi nữa. Thế mấy hôm nay là hai bé là ở với anh ở dưới này luôn à? Đúng rồi, hai bé mấy hôm nay là ở với anh. À. Bởi vì là hôm nọ anh... Cho em đứa này nhá, cho em làm con gà làm con gái của em nhá, được không? Xong là chỉ là Trúc hay là Nhôi ấy nhỉ? Trúc. Chị Trúc đúng không? Chị Trúc ở với bố Nghiêm, còn là Nhôi là ở với... Nhôi ở với cô nhá. Không. Làm con gái của cô ấy, tham gia ở cái nhà này ấy. Hả? Được không? Thế con ở với ai? Con ở với bố hay ở với... Cô. Cô. Sao bây giờ thích ở với ai? Ở với bố. Quen bố Nghiêm rồi. Thôi đi. Lên đây chưa? Anh Quyền chưa anh? Bây giờ là cháu Hiển xin mời cô bác là cùng đi vào nhà. Đi vào nhà chơi cùng em Tiến nhá. Em Tiến cũng lên đây. Tình là cũng lên đến nơi rồi à? Chưa, em chưa lên đến nơi đâu. Rồi hôm nay anh hái những ít quả ở vườn. Có thế này rồi à? Thế thôi. Đi lên. Cây nhà lá vườn nha. Ok.
Thế là đi hái cây của nhà em ra. Được, cái này cây nhà lá vườn hay cây nhà anh ấy? Cây nhà anh ạ. Tôi Trinh xin kính chào tất cả quý bác anh chị trên cây của anh Nghiêm. Hôm nay thì anh em chúng cháu là có tụ họp lại ở nhà của cháu Trinh quý bác. Có cả các bạn bên kênh của em Đào nữa quý bác. Ăn đi đây các bạn. Mới làm xong thôi. Ôi anh em chào các em nha. Đây em chào các em. Chị xin một cái điện thoại nhá. Chào em đây. Đây quý ông bà thì xài là em Đào, để em sửa em Giang thì cũng đá lên đến nơi rồi. Anh Kiều Mạnh nhà nó cũng lên này. Có rồi anh em rồi. Thiệu quý ông bà đây là cậu là bố của Quyền quý ông bà. Rất là quý ông bà theo dõi kênh Quyền Điền thì cũng biết là bố của Quyền rồi. Thế à, em Đào lên với anh Cương hay em lên ai? Anh lên với chị Hiền à? À lên với chị Hiền à? Ừ. Anh Cương em còn không biết ở đâu. Cương anh em ở đâu? Không biết anh Cương ở đâu đâu. Thật sự mấy hôm nay mấy anh em mình với cả Cương bà cũng rất là mong chờ cái câu chuyện mà Cương Đào đi đến hồi kết chúng ta. Em là... theo em thôi em ạ. Em bình thường mà. Anh em là người đi từ đi với Cương là đi bắt đầu từ khi mà quý ông bà là muốn là cho Đào với lại anh Cương là thành một đôi, là đi từ đầu đến bây giờ là em rất là mong chờ đấy ạ. Nếu mà để mà sau này hai anh Cương với cả em Đào mà thành đôi thì Giang là người làm cầu nối đúng không? Đúng rồi anh, mai này mới là ông nối chứ nhỉ? Đúng rồi, em là ông mối ạ. Anh muốn anh cứ theo em. Giới thiệu với quý ông bà thì đây là em Đào, anh em Đào, em Đào TV nhỉ anh em Đào. Em Đào thôi anh ạ. Vâng, em Đào xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả. Đây thì em Giang thì quý ông bà cũng khá quen thuộc. Đây là em Sưởng. Em Sưởng là kênh là gì nhỉ? Kênh của em là Sưởng Vlog. À, Sưởng Vlog chào các bà tí. Em Sưởng xin chào quý bà các bác trên kênh Trao Yêu Thương của anh Nghiêm ạ. À anh Mạnh, dạ, anh mới đến này. Anh vừa mới đến. Giới thiệu với quý ông bà đây là anh Kiều Mạnh, một người anh cũng rất là nhiệt tình với anh em. Nếu mà quý ông bà theo dõi được những thức phim của em Đào thì cũng biết được về anh Kiều Mạnh là đồng hành với em Đào, hỗ trợ em Lu rất là nhiều quý ông bà. Do cháu Mạnh xin gửi chào tới quý ông bà, các bác đang theo dõi trên kênh của em Nghiêm. Hôm nay cháu Mạnh rất là vui khi lại được hội tụ tất cả anh em xí mần cũng như là em Đào được giao lưu trên nhà của em Quyền Điền TV. Thì hôm nay là hy vọng là một cái kỷ niệm mà rất là đẹp và khó quên của anh em mình. Thật sự là cháu cũng mới gặp mà em Nghiêm thôi, nhưng mà tình cảm của anh em mình cũng rất là quý nhau. Đến bây giờ là cũng lần thứ hai được gặp nhau nhỉ? Thứ hai trên xí mần, một lần ở Lào Cai. Thì hy vọng là một hướng và các bác thì luôn ủng hộ bên cháu trên đoạn đường thực hiện. Anh Nga ngồi rồi. Thế là vừa rồi anh cùng lấy xe Quyền luôn à? Anh Quyền chở vào đây luôn. Vâng. Anh chờ chị chạy luôn. Hôm nay thì em có đi quay được không? Em hôm nay không anh để Quyền có gọi cho em là hôm nay có anh em là lòng đến nhà chơi. Bảo em đưa hai con chút thôi lên chơi lên đất thì cũng lên đây thì anh em mình mấy hôm nay hôm rồi anh lên thì em cũng ngay Lào Cai với Quyền là có công việc thì hôm nay anh em mình mới gặp lại nhau. Hôm nay các anh đi đâu rồi? Anh cũng tham quan một số địa điểm mà đi cùng em Quyền Minh Khôn TV thì em cũng đưa bọn anh đi thực hiện ở một số nơi như ông Dĩ này và đi ngắm Thác Tiên, những cái thắng cảnh của Xín Mần đấy. Ở trên này phong cảnh rất là đẹp. Ngồi gần anh luôn. Đây ngồi đây rất tình cảm. Đây là cũng là lần đầu tiên anh đến chứng minh đây mấy giờ? Nếu mà tính ra thì anh đã cũng lần thứ hai rồi. Cách đây khoảng độ 7 năm trước thì anh cũng có một dịp đến với thị trấn Cốc Bài này rồi. Tuy nhiên thì cũng đi vội ấy, đi công việc cho nên là cũng chưa được tìm hiểu rõ về chỗ này, cũng chỉ nhớ mang máng được lên thôi. Rồi hôm nay thì có dịp mà đến thăm anh em YouTuber ở đây thì mới được khám phá kinh tế hơn. Nên là sau 7 năm anh mới lên lại Xín Mần. Đúng rồi, sau 7 năm cảm thấy là Xín Mần này có gì thay đổi nhiều không? Anh thấy là cái ngày mà anh lên ấy, thì thị trấn có vẻ như là nó hơi đơn sơ hơn bây giờ một chút. Bây giờ thì có nhiều
kinh tế nó phát triển hơn thì cũng có nhiều những cái kéo theo như là những cửa hàng nó to hơn và thị trấn anh thấy cũng mở rộng hơn một chút. Thế là anh em mua ở nước không? Đây là nước chè sát thế là cháu mạnh là khán giả cháu mạnh là nước chè nhưng mà mời cháu bà uống nước thì là cháu ạ. Cái chè San Tuyết này thấy rất là ngon. Đây là nếu mà chè San Tuyết thì anh cũng đã biết đến cũng khá lâu rồi. Cũng ở trên mạng xã hội thì có nhiều nơi bán nhưng mà anh chưa uống bao giờ đâu. Hôm nay là lần thứ hai, hôm qua uống nước nhóm chỉ. Hôm nay là lần thứ hai thì uống chè San Tuyết. Cái chè này thì đặc tính của nó phải có xương lạnh mới ngon. Càng lạnh mới cả có xương động và được sáng. Viên thư như ở mình cùng xứ vận của mình thì có nhiều nơi có, nhiều cũng có. Nó cũng không anh ạ, rất là hiếm. Ở khu nhà ông gì là có. Nhưng gì thì anh thấy là xương đúng bao quanh là cũng đều rồi ấy. Đúng rồi anh, có xương đậu vào mới sáng sớm ấy. Khi mà đi hái thì bà con luôn lượn đi hái vào buổi sáng. Có xương đậu ấy thì khi mà sao chè lên thì thấy thơm, thơm ngon hơn anh ạ. Anh thấy là cái cây chè San Tuyết mà anh xem ở trên mạng xã hội thì nó rất là to, nó rất là cao. Thì ở đây thì cây nó có như thế không? Đúng như thế luôn anh ạ. Cũng như thế luôn. Toàn cây cổ thụ đâu năm. Là anh là số nhà anh gì ông gì mà chưa được đi xem qua những cây chè đâu rồi anh chưa được xem anh mới thấy ông mới chỉ pha cho anh một cái gói như này thôi để gói như này thôi và cái nhà ông gì thì cũng được anh Khương cũng như là em Trình hoa cả bạn cùng mấy kênh nữa là kêu gọi hỗ trợ ông làm được cái nhà thì bây giờ cũng khá là yên tâm rồi vì nhà ông cũng là kiên cố rồi đúng rồi. Giờ ông cũng phát triển kinh tế như là làm ao, các là làm ao vừa chuồng thì cũng nhờ anh em ở trên này thì ông mới bớt khổ mà cũng nhờ thêm anh em trên này thì cũng mới bán được một số sản phẩm ví dụ như là chè này thì mật ong và vài thuốc mà một số anh em đang bán đấy đang bán hộ ông ấy đấy thì cũng cũng rất là khâm phục cái tấm lòng của anh em trên này nhưng mà tình cảm của anh em trên này anh thì cũng mới lên trên này thôi nhưng mà anh cảm thấy là tình cảm của anh em này là đùm bọc nhau này bao bọc nhau và cùng nhau phát triển và cũng rất là hiếu khách nữa thì hy vọng một ngày nào đấy thì gần nhất được mời tất cả các anh em youtuber bên Xí Mẩn về nhà anh về Ba Vì quê anh để xem Ba Vì quê anh có khác gì so với Xí Mẩn không. Chắc chắn là trong thời gian tới thì có dịp thì mấy anh em rồi trước tiên là cũng phải cảm ơn tất cả các anh em thêm một lần nữa và hẹn gặp anh em ở Ba Vì. Thưa ông bà bây giờ thì mấy anh em có ngồi uống nước nói chuyện với nhau rồi chắc là bây giờ anh em sẽ đi hỗ trợ nhau làm hết cũng như làm một bữa cơm để anh em ngồi ăn với nhau ngày mai thì mấy anh em cũng di chuyển đi về rồi ông bà. Hiện tại là mấy chị em đang nhặt rau để chuẩn bị làm cơm với ông bà. Nhưng mà lá ngón này anh ăn có một ngày có một giờ là anh ăn là không chết đâu. Thế đó. Thật đấy không? À không phải một ngày là có một phút à hay là một giờ? Ôi anh tưởng cái này là rau ngót chứ hóa ra là lá ngón à? Vâng anh, đây là lá ngón dân tộc ạ. À. Quyền cầm à? Cái lá này ăn liệu có sao không? Dạ. Lá này ăn vào có sao không? Có sao anh. Có sao? Ăn vào là vị ngon. À ăn vào là ngon. Được quý ông bà thì cháu Nghiêm thì cứ tưởng đây là rau ngót nhưng mà em Hiển bảo đây là lá ngón quý ông bà. Lá ngón. Anh ăn thử xem có chết không nhá. Anh Mạnh ăn thử lá ngón thế nào? Chết rồi anh, ăn cái này vào là bị no thôi chứ. Ôi, cái này còn thấy nấu canh mà. Cái lá ngón này là rất là độc hại, ăn vào là no rất là nhanh anh ạ. Ăn vào là dễ bị no bụng lắm. Đi sang nhà Việt thì đi. Sang nhà Việt thì đi. Nhà em Việt thì là ở ngay cạnh nhà Quyền luôn quý ông bà. Nếu mà quý ông bà có thể theo dõi được thước phim của em Quyền thì cũng biết là sau những năm đi làm vất vả thì hai anh em cộng với bố của Quyền nữa cũng tích góp làm được một ngôi nhà để ở, một ngôi nhà kiên cố để ở quý ông bà. Mở anh cơm má. Chiến đang làm gì đấy Chiến? Hả? Chiến nghĩ cái gì đây? Chiến chào các ông các bà đi. Chiến chào các ông các bà đi. Chiến chào các ông các bà. Khoanh tay nhìn ra đây chứ. Lại nào. Chiến chào các ông các bà. Khoanh tay vào nào. Chiến chào các ông các bà. Rồi. Chiến lên đây lâu chưa? Lên đây lâu rồi. Lên lâu rồi á? Ô thế Chiến đi chơi với bạn Nhôi đi. Rủ bạn Nhôi đi chơi cùng đi. Bạn Nhôi đâu rồi?
Nào các con ra đây chơi với bạn đi. Này quý ông bà, các con thì cháu Nghiêm cũng hay đưa các con xuống đây chơi với cả em Chiến, nên là các con cũng khá là quen rồi, cũng không biết ngại nữa. Nào con ra đây, rửa chân à? Rửa xong chưa? Rửa chân tay đi. Nãy thì được anh Khương với cả em Đào là dẫn hai chị em đi mua quần áo quý ông bà. Nãy thì Quyền cũng đón hai anh em Tuấn Viện đến đây rồi. Nào Viện, chào các ông các bà đi. Chào các ông các bà. Rồi, hôm nay là hội tụ khá là nhiều các hoàn cảnh mồ côi của ông bà. Đây, Trúc Nhôi này, Trúc Nhôi mồ côi này, Tuấn Viện nữa. Anh Khương với cả em Quyền là hiện tại cũng đã lên đến nơi. Khách là đến nhà trước, còn chủ nhà là đến nhà sau. Anh Nghiêm nhá. Chào mọi người nhá. Chào các cô bác ông bà ở trên kênh của anh Nghiêm Tấn. Ạ. Tấn nhỉ? Đấy, Viện là vừa thấy bố là con chào bố rồi. Thế là hai anh em đi đâu mà giờ mới đến nơi đấy anh? Đi bộ lên à? Xe không lên được à? Ôi chào Khương, xin chào các bác nhá. Anh xách túi gì to đấy? Dưa hấu à? Dưa hấu nhà chồng hay là cái này là anh đi mua? Em tưởng nhà chồng chứ. Dưa hấu. Hiện tại thì anh Khương với cả em Đào lại hội tụ rồi quý ông bà. Mấy hôm nay là anh với mọi người cũng như quý ông bà cũng rất là hóng câu chuyện là Khương Đào rồi, chả biết có đi đến hồi kết hay không nữa. Em Yển làm cầu nối được không nhỉ? Em cũng tính là làm ấy, nhưng mà không biết là công các bà là có đồng ý để cho em đảm nhận được không? Em Đào có thể cho anh biết một chút về cảm nhận của em về anh Khương không? Anh Khương là một con người như nào? Hiền anh ạ. Hiền rồi. Hiền khô, gọi là hiền khô ấy. Rồi anh xuống đây nhà dâu luôn. Bây giờ nếu như mà để mà có thời gian nhiều hơn ấy, cái chỗ này là để dành cho anh với lại. Đúng rồi, cho anh Khương với Đào. À, có nhiều cơ hội hơn. Em với chị Hiền kết đồng hơn. Hiền với Mai làm việc khác đi để cho anh Khương với Đào nhặt rau đấy cũng được. Nốt hôm nay thì ngày mai anh Khương với em Đào lại xa nhau rồi, con bà chả biết à. Anh ơi, em ở đây, em ở với chị Hiền mà. Em ở đây luôn á. Anh Khương đâu? Chả biết anh Khương có buồn không, nhưng mà khi mà em lại đi với về quê của em thì anh cũng cảm thấy buồn hộ anh Khương một chút rồi. Nhà Quyền thì xung quanh nhà cũng trồng rất là nhiều cây ăn quả. Còn non lắm, ăn không ngon lắm. Anh Tiệp ơi, ở dưới, vâng. Anh chào các ông các bà tí nhỉ. Cháu Tiệp mến chào cô chú anh chị trên kênh của em Nghiêm ạ. Thế hôm nay cảm xúc của anh khi lên vùng cao em thì sẽ như nào? Lên vùng cao thì cái thứ nhất là cái thời tiết ấy nó rất là dễ chịu. Dạ. Thứ hai nữa là cái phong cảnh thì quá tuyệt vời rồi. Vâng. Đấy, ở đây thì mọi người còn thân thiện nữa, anh em tiếp đãi rất là nhiệt tình. Rất là vui. Quý ông bà đây là anh Tiệp. Dạ. Anh YouTube của anh là Xuân Tiệp ạ. Tiệp, đúng không? Vâng. Anh là ở dưới Ba Vì, quý ông bà. Anh cũng là rất nhiệt tình hỗ trợ anh em, cũng như lên chơi với anh em cũng rất là vui vẻ. Và cái đợt vừa rồi thì anh cũng đồng hành với em Đào. Anh Đào, anh Đào với cả. Trong thời gian qua thì Tiệp cũng đồng hành cùng em Đào và anh Mạnh. Để hỗ trợ bé Lu đấy. Bé Lu thì nay khỏe rồi. Thì đợt vừa rồi thì mấy anh em đã đưa bé Lu về đến nhà an toàn rồi. Đấy, gia đình thì cũng rất là vui mừng. Chưa làm được không? Chưa làm được đây này. Cậu là vừa rất là đang buộc dê ở đâu vừa đi làm về. Anh lấy xoài ăn đi. Đây là cái này xoài này chua lắm. Xoài này chua lắm này. Xoài này chắc là tự mọc đúng không? Cái này là hay là nhà mình trồng. Xoài rất là nhiều đây. Đây của bà ở bên cạnh của nhà em Truyền Hiển là nhà của em Việt. Kênh YouTube là Sân Việt TV. Mời quý ông bà nên thăm nhà. Lên thăm nhà em Việt tí nhỉ. Thank you.
Anh A Hầu là cũng ở đây rồi. Anh A Hầu đến ngay rồi. Vào đây bưng nước trước mà. Anh Nhâm đến thăm hoàn cảnh Xuân Việt à? Đến là thăm em Xuân Việt. Hiện tại là anh em cháu đang chế biến món dê với ông bà. Con dao này thì rất là sắc. Hiện tại là cháu Nghiêm có bán sản phẩm dao này. Dao này là bảo hành hầu 1 đổi 1 nha các bạn. Đây một cái đâu đấy hay dao này chập cơ mà xem đây các bạn. Dao này thì băm chặt thoải mái. Còn dao này dao thái rất là sắc. Anh em mình theo tay phết ra nhỉ? Nếu một ngày nào đấy mà anh em mình mà không đi giúp đỡ được bà con nữa thì anh em có thể là để sẽ đi nhận tiệc để làm đám cưới anh ạ. Thì làm cỗ. Rồi đó. Đấy. Ừ. Đấy. Con dao này thì đây là anh có bán loại dao này không? Có chứ. Loại dao này cái gì có này? Đấy là dao chặt, dao băm. Nhà dao có một con dao kia là em thấy là chặt gà là gì đấy nhỉ? Con chỗ đông chặt gà cũng thích lắm. Hôm nay là anh em làm món xào lăn với cả nộm dê. Nộm này thì cảm thấy nó có ngon. Mỏng dài. Ơi. Hả? Ở đâu vậy? Ờ. Và hiện tại là mấy anh em cũng đã chế biến gần xong rồi. Lát nữa là sẽ vào mâm. Em sưởng hay em cảm thấy con dao của anh như nào? Tuyệt vời đấy nhỉ. Sắc nhỉ, con dao đấy sắc phết đấy. Bên kia là món tiết canh. Hiện tại là anh em đã có mặt đầy đủ hết rồi. Hai anh em đang làm món gì đấy? Đây là cố lợn. Cố lợn à? Hình như anh ấy thấy là thiếu gì ấy, thì Thịnh thiếu gì nhỉ? Lắm, Thịnh ơi. Có gừng, có xả. À có gừng chưa? Có rồi, gừng. Có gừng rồi. Nếu mà cái đấy em cho thảo quả vào nữa thì rất là tuyệt vời nhỉ. Không biết nhà có thảo quả. Không biết là có không. Nóng lắm, không nhức đâu. Lấy thêm. Nóng à? Ôi đừng kê cái đấy vào, tí nó lại rơi hết vào trong chảo nhá, Trình nhá. Anh em là đang rất là đông, mỗi người một việc với ông bà. Không anh cắt xong rồi anh bỏ cái phần này, cuống nó này đi là được mà. Tước cái này ra được. Tước cái này đấy đi, lấy cái này đi. Đây đúng rồi. Không phải tước đâu anh, lấy dao cắt đấy. Không để em làm cho. Việt cầm đi. Mau vào đây luôn anh ạ. Anh Sơn ơi, cầm đây đi được mà. Hả? Dạ, chiếu đi. Vừa đây tí nó lại dính bẩn đấy, mang vào trong nhà bừa ấy. Chiếu xong rồi, đặt luôn. Thế phải hơi quá nhỉ. Đây à. Hả? Một số anh em cầm hộ đi. Đây để em cắt cho. Để dọc cái này. Phải cầm cho mà. Đừng cắt kiểu này. Anh làm kiểu này. Đây là cắt ngang luôn. Đây. Thử xem này. Có lấy đi hơ. Cái này 2 tấm được mà. Hơ lửa. Đây để em set up cho. Bắt đầu. Đủ rồi. Đúng không? Đây là cắt xong ướm lên mâm luôn nhá. Để ướm mâm rồi cái luôn. Cắt tròn luôn chứ nhỉ? Dạ.
Mấy anh em là đang chụp ảnh lưu niệm với nhau. Bây giờ anh em ai cũng tươi thế tí, tối chia tay đừng khóc nha anh nhá. Bộ thua quyết định bán thuốc viêm màng cánh để lại. Kể ra bây giờ ai mà bán thuốc viêm màng cánh là bán chạy phết đấy. Riêng à, anh em của mình đã ủng hộ chắc là đâu xem nào. Việt là 1 này. No. A là 2 này, Sưởng là 3, Trình là 4, anh Khương là 5, Giang là 6. Anh Xuân Tiệp là 7, 7 người. Quyền đâu? Anh Thính đấy, anh Thính đấy. À kia Quyền nữa là 8. Tính ra là mấy anh em bị viêm màng cánh là đang có 8 người rồi quý ông bà. Nên là nếu em mà bán em bán là các anh phải ủng hộ nhá. Chắc chắn rồi, nếu mà bán tại vì em hiển cũng có mà cũng bán phải có tâm. Thịnh có phải Thịnh có bán không? Thịnh có bị không? Đi ngửi thử xem nè. Bạn nào bên đây tôi ngửi, bạn nào bên đây tôi ngửi. Anh em mình cứ phải dùng, nếu mà khỏi thì anh em mình mới bán ra được. Nên là bây giờ nếu mà có thuốc hôi nách thì em là người ủng hộ đầu tiên em. Cứ Trình là phải đặt chị ấy. Không, Trình là nặng hơn nên là cho Trình thử nghiệm trước. Nếu mà có hiệu quả thì mới bán, anh em mình mới bán ở trên kênh được. Đúng rồi, nếu mà Trình khỏi thì anh Cương ấy, anh Cương ấy bảo mấy anh em là đang trêu đùa nhau tí quý ông bà. Hôm nay thì làm bữa chia tay ở nhà Quyền, chắc là mai các anh ở Ba Vì với cả em Đào là đi về. Đẹp trai trong bố ghê. Trời ơi, chú bác lại quên em nữa. Bố, con đẹp trai đâu anh? Đường của bố mà. Chiến. Chiến. Đến lần sau càng đẹp trai hơn. Trước bố bác đi chữa ai bảo ôi sao bác sống thế con đẹp trai đẹp thế. Đấy, cái lần trai đến bố. Chiến làm gì hết Chiến? Thưa quý ông bà là lấy thiết bị ghi hình của cháu nghiêm hết pin nên là không thể ghi hình tiếp cho quý ông bà cùng được xem. Thì sau khi ăn cơm ở nhà em Quyền Yệt xong thì ba bố con cũng đã di chuyển về đến nhà rồi quý ông bà. Thì bây giờ cháu Nghiêm sẽ cho các con ngủ. Còn bây giờ cháu xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú và anh chị ở những thước phim tiếp theo. Xin chào. Nào các con, chào các ông các bà đi. Con chào các ông các bà. Rồi. Thưa quý ông bà, thì hiện tại trên gian hàng của cháu Nghiêm thì cháu cũng muốn mở bán một số sản phẩm để khi mà cháu Nghiêm đi chia sẻ hoàn cảnh, những hoàn cảnh nào mà chưa nhận được sự hỗ trợ cũng như là yêu mến từ quý ông bà thì cháu sẽ trích cái phần trăm lợi nhuận từ cái việc bán hàng trên gian hàng của cháu để đi mua gạo hay là mua những thùng mì tôm để hỗ trợ cho những hoàn cảnh còn thiếu may mắn ở trên vùng cao của cháu. Thì gian hàng cháu bán gồm có thứ nhất là mật ong bạc hà, thứ hai là mật ong khoái rừng. Nhưng mật ong này thì quý ông bà cũng biết là tác dụng của mật ong này thì mình có thể pha với bột nghệ uống để phòng bệnh đau dạ dày, hay là mình có thể cho trẻ ngâm với hoa đu đủ đực để cho trẻ nhỏ uống là trị ho rất tốt, và còn có công dụng như là ổn định huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch này, giúp ngủ ngon hơn, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho gan và
làm giảm viêm hậu chống lão hóa tốt cho gan, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa viêm xương khớp, giảm ốm nghén cho bà bầu của ông bà, và còn rất là nhiều công dụng khác. Thứ hai là cháu có bán sản phẩm thứ hai là lá trị sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản của ông bà. Khi mà quý ông bà gặp tình trạng là đái buốt, đái rắt mà khó đái, hay là tiểu đêm nhiều lần, thì quý ông bà có thể sử dụng cái sản phẩm là thuốc trị sỏi đường tiết niệu này rất là tốt quý ông bà. Sản phẩm thứ ba cháu nghiêm đang bán và cũng đang được rất là nhiều quý ông bà sau khi mua sử dụng và có phản hồi lại với cháu nghiêm là sản phẩm này thì có công dụng rất là tốt và được quý ông bà mua lại rất là nhiều. Đấy là cây lá mắt gan quý ông bà. Cây lá mắt gan này thì có một cái đặc điểm là ở trên vùng cao cháu mới có, và khi lá này thì bây giờ phơi khô rồi, khi mà quý ông bà mua đi và khi mà pha đun với nước nước sôi rồi quý ông bà dùng ấy thì lá nó sẽ tươi trở lại nhé quý ông bà. Thì công dụng cái này, lá này là mắt gan này, lợi mật này, giải độc gan này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt, chứa viêm gan, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ. Thì cũng rất mong là được quý ông bà ủng hộ. Còn bây giờ cháu mời quý ông bà, cô chú và anh chị xem tiếp nội dung video của cháu ạ.